phê. Quả bơ ở đây là mình chọn quả bơ sáp. Khi chọn thì các bạn lưu ý nên chọn quả bơ sáp đã đạt độ chín bằng cách kiểm tra bằng cách là bóp nhẹ vào cái phần vỏ thì các bạn sẽ cảm thấy được cái độ lún của cái phần thịt đấy, nó sẽ hơi mềm một chút thì đã đạt độ chín rồi. Ngoài ra thì cứ thử các bạn thử cầm quả bơ lên và lắc thì sẽ thấy tiếng kêu của hạt ở bên trong, nên tiếng chuyển động nó càng nhiều thì có nghĩa là cái hạt này nó càng nhỏ thì sẽ phần thịt sẽ được nhiều hơn. Ngược lại thì nếu như mà tiếng kêu nó ít, cái độ chuyển động của cái phần hạt nó ít thôi thì có nghĩa là cái hạt nó sẽ to hơn, phần thịt nó sẽ ít hơn. Đấy. Còn quả bơ sáp thì nó sẽ có cái phần thịt dẻo và màu xanh đẹp. Khi chín rồi thì các bạn có thể bọc được phần vỏ này bằng tay luôn. Còn cái quả bơ nó chưa đạt độ chín thì là các bạn xay lên nó sẽ rất là chát và sơ chế cái phần vỏ này nó sẽ rất là khó. Đấy. Thì không nên chọn những quả chưa chín như vậy để làm. Ngoài ra thì cà phê ở đây thì mình sử dụng là cà phê pha máy, nó sẽ đạt cái hương thơm tốt hơn là cà phê pha phin. Thì nếu như các bạn sử dụng thay thế cà phê pha máy hoặc cà phê pha phin cũng được, nhưng mà với mình thì cảm thấy là cà phê pha máy nó sẽ hợp hơn với món ăn, cái phần pha máy nó sẽ hương thơm được tốt hơn pha phin. Ok, sau đây thì mình sẽ tiến hành thực hiện món sinh tố bơ cà phê. Món này mình sẽ đăng là sữa tươi 60ml sữa tươi. Sữa đặc này mình sẽ sử dụng là 50ml. Với món này thì là sữa đặc nó sẽ hơi nhiều hơn một chút so với những món khác, bởi vì món này nó có góc mặt của cà phê cho nên là nó cần độ ngọt cao hơn để cân bằng lại. Mình đọc lại nhé, sữa tươi là 60ml, sữa đặc là 50ml. Tiếp theo là cà phê, mình sử dụng ở đây là 1/2 shot espresso thôi, nó sẽ tương ứng với 15ml cà phê pha máy. Còn nếu như mà các bạn dùng cà phê pha phin thì mình chỉ cần nắm khoảng độ 10ml thôi là đủ rồi, thì cà phê pha phin nó sẽ có cái độ đắng cũng cao hơn. 15ml. Và tiếp theo là phần thịt quả bơ là 100g. Đối với bơ thì nó sẽ khi xay nó sẽ có độ nở hơn những phần thịt quả khác. Với những món khác thì mình thường hay dùng lượng đá 150 đến 180, còn với bơ thì mình sẽ dùng khoảng độ 100 đến 120g thôi là phù hợp rồi. Với những cốc có thể tích đưa vào khoảng độ 360 cho đến 400ml. Với 120g đá thì mình sẽ đong khoảng độ 1/2, hơn 1/2 mình làm một chút. Sau đó là xay đều lên, sử dụng chức năng quả đá trước. Đó, xay ở tốc độ trung bình trong khoảng 25 đến 30 giây. Trình bày món này ra cốc. Đối với bơ thì sau khi mà các bạn sơ chế xong thì các bạn có thể bảo quản bằng cách là mình lấy cái màng bọc thực phẩm, mình bọc vào cái phần bề mặt này để giữ cho cái phần bề mặt bơ này được tươi lâu hơn. Thì
các bạn có thể là cắt lấy một lát chanh mỏng, sau đó mình xoa đều lên cái phần bề mặt này, sau đó thì lấy mặt mỏng lại. Sau khi mà đã được xoa đều cái lát chanh lên khỏi bề mặt này thì nó sẽ giúp cho cái phần thịt quả này nó được tươi lâu hơn, lâu thơm hơn. Đặc biệt chính là tác dụng của cái phần chanh mà được xoa đều, sau đó lấy mặt mỏng bọc vào. Nếu như các bạn muốn bảo quản lâu hơn thì mình có thể là bỏ vào cấp đông ở trong tủ đông, nhưng mà với cái việc cấp đông như vậy thì khi xay nó sẽ không còn độ dẻo, độ sánh như là cái phần cơ tươi như này nữa. Cho nên là đối với những cái món sinh tố kiểu dạng như này, các bạn hãy order nó vừa phải thôi, order nguyên liệu theo ngày thì là tốt nhất. Rồi bây giờ mình sẽ trình bày cái ly đồ uống này ra, cái đồ uống này ra ly và trang trí nó. Món này sẽ có mùi ngậy thơm của bơ kết hợp với một chút thoang thoảng của mùi cà phê. Trang trí với một vài miếng bơ. Mình vừa hoàn thành xong món sinh tố bơ cà phê, chúc các bạn thành công.